Đấy. Ơi, giỏi ơi, Hải ơi. Hôm nay là nào? Hôm nay là anh em mình chơi là không có gì cả. Dê giết mẹ rồi mẹ. Đâu? Đây. Không được, anh này chết Hải ơi. Dê cả con. Chết đó, chết. À. Ôi anh em chuẩn bị tinh thần nhá. Trời ơi. Cái này ăn ăn kiểu gì hả Hải? Xé à? Xé ơi. Hai con. Cảm ơn nhá. Đâu? Anh đang ngồi xuống. Nhìn thấy thằng Hải là nhìn thấy đồ ăn rồi. Đưa ra nhiệt đó. Ta mang ra nhiệt đó. Đây em không có gì sinh nhật thôi, tặng trước sinh nhật thôi. Đây là quà tặng sinh nhật riêng của Hải cho anh Nhật nhá. Cả nhà chồng nhiều đây. Anh em cả chúc các luôn. Đây đi. Hôm nay là đang ở nhà em Hải Quyên và hôm nay là khai mạc sinh nhật của hai chục bạn của bạn Hiệp. Tức là anh không muốn nói nhá. Bây giờ nhận là thúc ra rồi thì bây giờ này đây ông với tôi đấy chứ. Không được. Tôi chiều chiều cạn chén rồi đại ca nhỉ. Đấy, đấy, rồi. Bây giờ là cạn chén là thông gia rồi, con trai kia rồi, con gái nhận thông gia rồi. Đấy, ok ơi, em ơi. Đây con trai Hiệp đây. Bây giờ là chỉ là ông với tôi đấy chứ là con. Đúng đại ca. Rồi. Anh gì cũng rồi hết. Rồi, nào nhân viên đi nào. 2 3 vô. 2 3 vô. 2 3 vô. Nguyên nha. Biết mồm to thế chứ lại. Tí lại trong rồi. Rồi, chúc mừng sinh nhật các bạn nhá. 2 3 vô. Không, bây giờ vào đây vừa mưa ăn, bây giờ trả lại. À, mừng chị em. Này chị em ơi, có muốn cà phê muốn nắng nhá. Này ơi, con dê nhà mày sao lại mỏng như lá lúa thế này? Bóc hết ra, bóc hết mỡ rồi, bây giờ nó chỉ còn thịt thôi. À thế à, ok em. Tuyệt vời. Rồi mời tất cả anh chị em nhá.